Đồ Gỗ Bình Tuấn xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục lên sóng gửi tới các bác một bộ ghế móc tàu được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ tà cũ. Và bộ này đã được chúng tôi là hoàn thiện kỹ xi sáp theo đúng lối đánh cổ truyền nhé. Và ghế này thì gồm 6 món và được làm mộng thùng, siêu VIP luôn các bác ạ. Siêu VIP và chúng tôi bán giá cực kỳ bình dân nhé. Và chúng tôi vừa mới sưu tầm được về xong. Đấy, cũng như là đã xi sáp rất là cẩn thận rồi thì tôi lên clip ngắn để gửi tới các bác nhé. Và tôi cũng xin phép được quay nhanh ạ, tại vì là do trời cũng tối rồi. Đấy, đoạn này thì tôi đọc kích thước thông số là dài là 1m97, cao hết ghế lên đỉnh trương kia là 1m28, chiều sâu trong lòng để ngồi là 51, chiều cao từ mặt đất lên mặt ghế là 48. Đấy, rất là cao to nhá. Và ghế đơn này thì là một chiều là 75, sâu trong lòng ngồi cũng là 51, cao 48, cao hết ghế kia là 1m18. Đấy, con bàn này là một chiều là 1m42, rất to nhá, 1m42 nhân 72, cao là 68. Đấy, bàn bộ 6 nhưng rất là to các bạn ạ. Và đôn này thì một chiều 55 x 45, cao 68. Còn đôn thấp kia là vuông 42, cao 47. Và tất cả các cái ván ghế này nhá, ván ghế này đều là dày là 1 phân rưỡi. Ván ghế dày 1 phân rưỡi, yếm thì là to, bản to không tính cổ là 12 phân, dày 4 phân. Đấy, 4 phân cưa các bác nhá. Đấy, và đá thì tất cả là đều là đá Vân Nam. Đấy, đá tàu rất là đẹp, vân cực đẹp luôn ạ. Và đây, tôi sẽ quay luôn để gửi tới các bác chiếc ghế đơn đầu tiên. Bộ 6 và hàng rất là kỹ các bác nhá. Giá thì chúng tôi bán rất bình dân, do chúng tôi vừa mới sưu tầm được về cũng như bán để cho bác nào thực sự có nhu cầu nhá. Và bộ này là bộ mộng thủng ạ, mộng thủng dấu các bác nhá. Đây các bác ngắm xem tổng thể dàn ghế đây ạ. Nó rất là đẹp. Đấy, giá chúng tôi bán rất yêu thương nhưng phải nói là dàn ghế dáng nằm đẳng cấp luôn. Đây các bác ngắm đây ạ. Đấy, từ trường trên nhá, các cái đường chữ C rất tròn, các cái móc rất khéo và xuống dưới chân. Đây chân đây ạ. Gò đúng hình đây, chán này gò đúng hình quả xoài và chân ra rất dẻo nha các bác nhá. Và có tay nhá, tay làm cái tay kia làm vuông vức. Đấy, dáng cực đẹp luôn đây ạ. Đây móc trên đây. Đấy các bác xem chất gỗ đều, già đanh luôn ạ, đây. Đấy các bác xem này, đúng hình chiếc C là móc rất là khéo và khôn nhá. Đấy nó không bị quắp mà không bị doãn quá. Và các cái ống này này, các cái ống này các bác xem tỷ lệ nó rất là tròn, nó mọng nhá. Đấy ống nó tròn mọng. Đó. Và đây, đá thì phải nói tuyệt vời luôn ạ. Đây, đá thì vân rất đẹp. Và đây, mộng thủng các bác nhá này. Để tôi quay sát máy các bác xem đây, không các bác này. Đây. Mộng thủng nhá các bác nhá, mộng thủng dấu, bình thường là thủng trên này. Và đây thủng dấu nhá. Đấy đây. Mộng thủng dấu đây ạ. Đấy, và tôi sẽ quay qua thôi, trời sắp tối rồi. Và đây là mặt ghế này. Đó, và từ cái dáng tay. Đây các bác xem dáng tay nhá, làm cong này, các bác xem này. Đấy làm cong này, dáng rất điệu nhá, làm cong này. Và để sắc sống đây này, đấy, rất đẹp. Đó, và tay bên này. Đấy, tuyệt vời nhá. Chất gỗ gụ tà cũ và cái tay da rất là vuông vức, đấy, rất là đẹp. Và dây xuống yếm này. Lành đẹp phải đến 99%. Và đây dáng chân này, dáng chân các bác xem này. Cái dáng chân nó không bị vuông này. Cái dáng chân này là vê phải tròn. Đấy, người thợ ở vê tròn nó mất rất là nhiều công phu. Đây, dẻo mà. Cái dáng nó rất là dẻo đấy. Các bác xem, dáng rất dẻo. Và cái này nó không bị sắc sống này. Nếu mà để sắc sống thì nó rất là xấu. Và người ta phải đục múp vào đây. Nó mới trơn đấy, nó lên. Nó rất là dẻo, mềm, đúng theo lối cổ. Đấy, bác nào phải tinh ý biết nhá. Và rồi, tôi sẽ đi qua chiếc ghế này. Để vào nhanh, mà nó tối rồi. Đấy, các bác xem tổng thể dáng đoạn nhá. Đây, từ phên giữa đây, nền tròn căng. Và vào các cái móc và các cái đường kia, đường tay hai bên da cua ra rất đẹp. Đấy, mềm dẻo. Đây, tôi quay qua này. Đấy, các bác xem này. Đây, và gỗ thì tuyệt tác luôn đây. Đấy, gỗ trên, gỗ dưới, phải nói là chấm hết luôn nhá. Đấy, tôi quay bây giờ nó bóng quá này. Đấy. Tuyệt vời không ạ? Và đây, bên này. Bên cũng thế này ạ. Đây, móc này. Móc làm tròn, đấy, tròn căng. Những chỗ này thì cần có cái sống này. Nhưng chứng chỗ này phải vò tròn căng đấy ạ. Đúng theo mẫu. Đấy, lối dáng nhá. Đấy, và hơn nữa là đây. Mộng thủng dấu đây ạ. Đấy, mộng thủng dấu rất là quý các bác này, chắc chắn. Và đây đá thì các bác xem này. Đá còn là hình mây núi này, núi này, đấy núi có các cánh rừng xanh xanh kìa. Đấy, rất đẹp. Đấy và đây. Đấy và đây như hai cánh rừng này, hai cánh rừng xanh hai bên và một cái dòng sông chạy qua. Đấy, tuyệt vời nhá. Và rồi, để xuống mặt ván. Đây mặt ghế đây các bác xem này, không một tì vết nào luôn nhá. Đấy. Và chất gỗ nó già, nó mượt chất. Ui nó già, nó mượt chất ạ. Nó rất mượt chất và chất này phải nói là cực kỳ lặng nhá. Đấy, và lấy tay đi ạ. Đấy và từ yếm. Đấy yếm này. Tuyệt vời không? Các bác phải đến xem thực tế bộ ghế này nha. Các bác mới biết được là độ quý nó nhá. Rất lặng. Nó phải lặng gấp rưỡi bộ thông thường. Đây và đây là đôn.
Đấy, tôi quay qua nhé. Nó nặng gấp rưỡi chất những cái bộ chất thông thường. Và chất nó đặc thì gỗ thường nó già, nó đẹp. Đấy. Và đây là chiếc ghế cuối cùng này. Đây chiếc ghế này, bộ sau món này. Đấy, tôi quay từ trên xuống dưới đây để cho các bác xem cảm nhận. Đó, đây là mặt ván đây ạ. Tuyệt vời luôn. Đấy, từ tay tán. Tôi sẽ quay mặt sau một chút này cho các bác xem này. Đấy, mặt sau thì đều là một cái tấm bịt liền nhé các bác nhé. Bịt sau đều là bịt liền. Ghế nào cũng như vậy, bịt liền hết. Đấy, và lành sạch. Và các cái góc cua này các bác xem này. Các cái góc cua đầu đây này, nó cua tròn này, nó không bị sắc sống. Nó sử dụng hai cái gỗ vuông ra này thì nó sắc rất là xấu. Và nó phải mềm mại, nó phải đi theo cái đường nét này này. Đấy, tất cả những cái chi tiết đấy các bác phải để ý. Cho nên là nhìn trên thị trường thì rất là nhiều nhưng mà không thiếu, nhưng mà để mà đẹp thì rất là khó nhá. Và rồi đấy, mặt bàn đây, bàn thì phải nó to dài rộng thì bao giờ cũng dùng cũng thoải mái. Và đây đấy các bác xem này, đây hình núi này đây, đấy là một tảng núi đây, rất đẹp luôn đấy, cực kỳ đẹp nhá. Đây ngắm lại một lần nữa phê không ạ? Và trước sau thành thược đẹp như nhau đấy. Và đây dưới là một cái đợt để chè thuốc đấy. Và rồi các bác có thể liên hệ qua hai số điện thoại là 083 626 499 hoặc 0985 230 888 để sở hữu bộ ghế này nhá. Và tôi báo giá công khai, nó bộ này chúng tôi chỉ bán 40 triệu thôi ạ. Đây 40 triệu để các bác sở hữu bộ ghế siêu phẩm này. Đấy, rất đẹp và giá bình dân, do chúng tôi cũng vừa sưu tầm được về xong. Đấy, vừa sưu tầm được xong cho nên là chúng tôi đánh hoàn thiện xong thì chúng tôi để giá ưu ái cho các bác xem. Đấy, để cho nó bay lóng nha các bác nhá. Cũng như là các bác lật ở dưới gậm này lên, phải nói là đây. Tôi hơi ấy một chút này. Tôi lật lên này các bác xem này ạ. Dưới gậm như này. Gỗ đen rứt luôn này các bác này. Bác nào tinh ý nhìn phát biết ngay. Đấy. Gỗ men đen rứt, còn những cái trắng trắng kia là nước vôi các bác nhá. Đấy, nước vôi gụ nó phải nó ăn vôi nhá, đánh nó qua nước vôi nó rất là đẹp. Đấy, nó gỗ nó đen rứt và nó cực kỳ nặng. Thực sự các bác phải đến xem thì phải nói từ mộng mẹo nó mộng thủng rồi, mộng thủng cho nên nó không có chuyện là cắt chéo ra để bắn đinh. Nên mộng thủng nó rất là chắc chắn và ghế nó siêu lặng luôn ạ. Đấy, siêu lặng, chất gỗ phải nói thỉnh thoảng lắm chúng tôi mới gặp được bộ như thế này. Mà giá như thế này mà để mà đẹp được như thế này đấy, thỉnh thoảng là chúng tôi mới gặp nhá. Đấy, đẹp từ đá này. Đá thì phải nói là nhìn thì chắc tôi không phải tả nhiều nữa, là trình bày nhiều đây các bác xem này. Hình thể của nó đây, lên mây hồ sông núi từ các cái đá vách đây các bác xem, tuyệt vời luôn ạ. Vâng, và rất cảm ơn các bác đã theo dõi hết clip của chúng tôi nhá. Và các bác hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi liên tục những clip chúng tôi đăng lên mới nhất. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.